This is the yellow. Yellow. Yellow is the gold. This is an egg with the face of L. Yellow. Yellow, okay. And this name is milk. Milk. This is the egg. That's, this is the blue. This yellow goat. Girl. We did a little. No. Ten, they can three. Mẹ con mình đang ở trên cáp treo đó các bạn. Dạ. Đi lên thuyền viện Trúc Lâm mình không đi. Mình hôm qua thì mình lên cáp treo mình đi tham quan. Hôm nay giống mình lên đây ngắm cây. À, gấu lên đây gấu ngắm cây. Giống in the green. À, green. Đây gấu kêu đây là một green. Màu xanh lá cây. Rồi. Giỏi quá. Giấu mẹ với cái gì giấu. Ở trên nhìn xuống nè các bạn. Rồi. Nhìn rất là đẹp đó, có con đường các bạn thấy con đường xe họ đi không? Rồi. Màu mới qua là màu gì đó gấu? Yellow back. Red, đúng rồi. Blue. Blue, đúng rồi, blue đang xuống xanh dương. Xanh cây. Nè màu mới qua nè, gấu. Màu này màu gì? Yellow. Yellow, giỏi. Đây, màu này màu gì? Green. Green, giỏi. Eat. Eat. Giỏi. Đó, ở dưới là những ngôi nhà đó các bạn. It is the next pet. It is, it is. Eat it. Bubble. Bubble, giỏi quá. Rabbit. Rabbit. Not rabbit. À, giỏi, ừ, mẹ nói lộn. Oh. It is. Yellow. 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 Twenty this. Mấy người ngồi? Mấy người ngồi? Hết rồi sao? Có một người ngồi là mấy? Mấy giống? One. One, two, three. Đây, gấu. Bird. Đây. Red. Red. Giỏi. Đây. Bubble. Ồ, giỏi quá. Đây. Đây. Green. Giỏi. Đây. Blue. Màu ha, lặp lại ha. Red. Giỏi.
bubble. Giỏi. Blue, bubble, blue, bubble, blue, green, bubble, blue. Giỏi. Green. No. No, đúng rồi, no. Green, tên đấy là tên. Đúng rồi. Giỏi. Green. Giỏi. Đúng rồi. Giỏi. Green. Giỏi. No. This the blue, get the green, no. No kids, no good kids. Giỏi. No. Green. No. No. The no, what is the green? Xăm nữa. Nhìn xa xa là những cái mày, ngôi mày nhà cũng đó. Phải nhà mày cũng phải quay qua bên đầu thông đầu nè. Đầu thông màu đẹp quá là đẹp luôn nè. Để con quay nghe chưa chị? Chị lên hơn hơn. Ở trên mình xuống đầu thông đó. Có cái đường mờ người ta đi kìa mày. Đó chị, đường xe đó chị. Ừ. Thấy lớn quá em. Ừ. Chắc đường xe đi. Mình phải cởi xe ra rồi. Chắc qua ra vô liên tục, người ra người vô liên tục luôn. Người đi người về liên tục, không thấy không? Đi liên tục lâu ngừng đâu. Biết thật này, biết bao nhiêu tiền mỗi thằng. Lên giá dễ sợ. Đất này tròn trồng cái thông. Nó nhìn xuống đồi thông. Xa xa ngồi những ngôi nhà. Thấy gì đâu. Mắt thấy chứ mình quay không thấy. Đây có mình ở hai, không biết là mình hai người. Đây cắt treo là không có người, không có đi luôn à. À, xuống lên mà chị. Lên xuống liên tục luôn cô. Mình khỏi treo xuống, mình cứ vậy nó quay lại luôn, mình xuống luôn. Mình cũng sướng lắm, có phải mình đi mình nấy gì đâu. Vậy thôi đi cho biết mà. Tụi mình ngồi nó quay về luôn. Nó quay về luôn chị, khỏi xuống. Đâu có xuống mà có phải không? Hả? Không. Để xem có xuống đâu có chứ. Đâu có hỏi đâu xuống đó. Cặn bãi hỏi xuống có mình tham quan gì nó không có. Đâu chị. Có gì đâu không quen. Đó mà tôi thấy ông ta nó xuống đẹp lắm mà. Có gì mà. Không. Cái kêu nhìn xuống đồi thông, nhìn xuống đẹp. Chị nhìn này nè. Chị nhìn vô này nè. Ruộng bậc thang rồi múc gà ở đây nhìn thấy ruộng bậc thang luôn đó. Bậc thang đó chị nhìn vậy nè. Mấy cái này hay nè. Đó nhìn xuống ruộng bậc thang nó kêu nhìn xuống đẹp thôi. Nhìn vậy nè. Chị đâu chị đi con này là chị đi tham quan chị dòm mà. Cái theo cảnh ở đây nè. À. Kêu đẹp lắm không có gì. Trời dài xa xăm kìa. Đường xe chạy nó rồi. Cũng còn dài quá nhở. Dạ. Đi được nửa đường rồi đó. Chắc hơn à con. Hết nửa đường rồi. Bác Năm nó hơn nửa đường rồi. Ừ, chắc hơn rồi. Bác Năm cũng định chừng thôi. Thấy được nhìn thấy nhà ta đó kìa. Dạ, nghe đó. Thấy nửa đường rồi. Cái máy quay đó con. À con nghe máy bay hả? Có máy bay không? Có máy bay. Không có đâu mà có. Ừ. Đó là rạc rộng quá trời. Xong cái ngôi nhà ở trên đi cáp treo nhìn xuống rất là đẹp. Mình tới vậy chứ đi mà không đi uổng đúng không ha? Quá trời đẹp luôn kìa. Vườn dâu này các bạn. Đó, có một vườn dâu đó. Vườn dâu Queen. Đó, nhìn dâu. Có đi cáp treo mới thấy được vườn dâu. Đó.
Rồi xuống mặt chuẩn bị mang dép xuống con. Sao thấy con đường, con đường người ta đi luôn kìa. Em mới đi học rồi sao thuê nhà mà ở? Đi học thuê nhà chứ. Ừ. Chứ không có nhà ở, chọn nhà đi nhà. Vâng. Các người ta đang xuống. Đã tới rồi Múc. Ừ. Mình quay luôn, mình không có ngừng, mình không có mở. Có ai đâu người không nè.